Sáng ngày 16 tháng 10, giới giải trí Việt dậy sóng trước thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ly hôn vợ tại Mỹ. Như thông tin trước đó của chúng tôi, bầu sâu nổi tiếng Liên Phạm đã nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ vào tháng 8 năm 2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, ly thân ngày 22 tháng 2 năm 2018, giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Hiện tại, đơn ly hôn của bầu sâu liên phạm đã được giải quyết và cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập niên đã kết thúc. Chúng tôi đã liên hệ với Đàm Vĩnh Hưng để hỏi thêm về sự việc. Tuy nhiên giọng ca sinh năm 1971 từ chối trả lời về vấn đề này. Sau đó, quản lý truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng cho hay hiện nam ca sĩ đang tập trung làm việc với phía cơ quan chức năng về hoạt động thiện nguyện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Vì vậy, mọi thông tin ngoài lề phía Đàm Vĩnh Hưng và công ty quản lý xin phép không bàn luận gì thêm. Thời điểm này chúng tôi lên tiếng rất dễ bị xuyên tạc. Vì vậy, sau khi công an có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề khác sau, quản lý truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Bầu sâu liên phạm sinh năm 1954, hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Bà được biết đến là bầu sâu nổi tiếng tại Mỹ, có mối quan hệ thân thiết với các ca sĩ ở hải ngoại và Việt Nam. Trước khi ly hôn, Mr. Đàm và Liên Phạm không công khai tình cảm với công chúng, chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết về mối quan hệ giữa cả hai. Nhiều năm trước, Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng tin đồn bí mật cưới vợ tại Mỹ. Tuy nhiên thời điểm đó nam ca sĩ chọn cách im lặng vào năm 2020 trong một bài phỏng vấn. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, giọng ca vì anh là soái ca thản nhiên tiết lộ, bản thân đã từng kết hôn nhiều lần khác nhau và cũng đã ly hôn rất nhiều lần. Anh cũng khẳng định bản thân làm gì cũng phải tôn trọng pháp luật, không có chuyện gì vi phạm. Có chứ, tôi đã từng kết hôn nhiều lần khác nhau, không cần bà con họ hàng chứng kiến và cũng ly hôn nhiều lần. Chúng tôi có khi kết hôn ngoài đường phố Hà Nội, một tiếng sau lại trả nhẫn, hủy hôn. Hôn nhân là chuyện riêng tư của mình mà. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nói lời yêu với ca sĩ Mỹ Tâm, cả hai được đông đảo fan đẩy thuyền và mong muốn họ xác nhận trở thành một cặp. Khi ngồi chung ghế nóng với Mỹ Tâm tại The Voice, Mr. Đàm bất ngờ tỏ tình nữ ca sĩ ngay trên sóng truyền hình. Ngoài đời, ông Hoàng Nhạc Việt còn thẳng thường tuyên bố sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm, hay Mỹ Tâm hình như cũng thương tôi nên không chịu lấy chồng. Trong các chương trình biểu diễn của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên đồng hành, hát song ca cùng nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng trên sân khấu ngoài phô diễn chất giọng, cả hai từng khiến khán giả thích thú khi thả thính qua lại một cách vui vẻ. Hai nghệ sĩ cũng không ngần ngại nắm tay, trao nhau những cái ôm thắm thiết, thậm chí, Mr. Đàm từng nhiều lần hôn lên mà Mỹ Tâm trước hàng nghìn khán giả. Trong khi đó, Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô biết tình cảm của đàn anh dành cho mình, tôi biết anh Hưng thích tôi, tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác. Tôi cũng nhận thấy anh Hưng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, anh không còn công khai khoe khoang tình cảm dành cho tôi như trước, thay vào đó thỉnh thoảng anh ấy lại dành cho tôi những cái nhìn rất tình cảm. Có thể nói vui là tôi và anh Hưng đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn sau này, tôi và anh ấy có gì với nhau không thì, đến lúc đó mới biết được. Hiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang làm việc với Bộ Công an về các vấn đề liên quan đến hoạt động thiện nguyện tại miền Trung cuối năm 2020. Theo đó, Cục Cảnh sát Hình sự, C02, Bộ Công an đang xác minh, điều tra làm rõ theo các đơn tố cáo về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung bị